Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bảo hiểm xe máy có còn bắt buộc không? Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định về bảo hiểm xe máy đã có những thay đổi đáng kể. Nhiều người dân đang băn khoăn liệu bảo hiểm xe máy có còn bắt buộc hay không? Video này công ty luật ACC sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này và cung cấp những thông tin cần thiết về quy định mới. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 56 luật trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 đã có quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ như sau. Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 1. Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật, có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 điều này. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây. A. Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. B. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển. C. Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật. D. Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo quy định trên, có thể thấy trong số các loại giấy tờ mà người tham gia giao thông bắt buộc phải mang theo từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 vẫn bao gồm giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như quy định đang áp dụng hiện hành, Điều 58 Luật Giao thông Đường bộ 2008, còn hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Do đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người dân khi tham gia giao thông vẫn bắt buộc phải có bảo hiểm xe máy. Vậy nếu không có bảo hiểm xe máy tham gia giao thông thì bị phạt bao nhiêu tiền? Theo điểm A khoản 2 điều 21 Nghị định 100/2019 Nghị định Chính phủ, được sửa đổi bởi khoản 11 điều 2 Nghị định 123/2021, Nghị định Chính phủ quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới. 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. B. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo giấy đăng ký xe. C. Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo giấy phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 5, điểm C khoản 7 điều này. Như vậy, theo quy định trên thì không có bảo hiểm xe máy tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Từ năm 2025, bảo hiểm xe máy sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để quản lý. Căn cứ quy định tại Điều 7 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định như sau. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 1. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ bao gồm: A. Cơ sở dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. B. Cơ sở dữ liệu về đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. C. Cơ sở dữ liệu về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. D. Cơ sở dữ liệu về người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. D. Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm của chủ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. E. Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. G. Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ. H. Cơ sở dữ liệu về hành trình của phương tiện giao thông đường bộ, hình ảnh người lái xe theo quy định của luật này. I. Cơ sở dữ liệu về quản lý thời gian điều khiển phương tiện của người lái xe theo quy định của luật này. Các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 2. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cơ sở dữ liệu dùng chung, được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đường bộ và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 điều này, quy định việc thu thập, quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Như vậy, bảo hiểm xe máy sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đường bộ và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.